không chỉ là chế biến món ngon, mà còn là cách thức trình bày sinh động, không chỉ là bận bịu bếp núc, mà còn là niềm vui và đam mê, không chỉ là công việc, mà còn là nghệ thuật. Các loạt chương trình đa dạng, món ăn hạnh phúc, món ngon đãi tiệc, tận hưởng cuộc sống và nhanh nhanh vào bếp, phát sóng trong khung giờ ẩm thực 18 giờ mỗi ngày trên kênh SCTV 12, kênh du lịch và khám phá. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp.